Xin chào tất cả các bạn nha. Cảm ơn tất cả các bạn đang theo dõi video của mình nha. Trong video này mình sẽ hướng dẫn các bạn tham gia một chương trình iGolf Claim 180 triệu top cần có ký hiệu là Barbier nè các bạn. Thì chương trình iGolf này nó sẽ còn 54 ngày nữa kết thúc các bạn. Thì mình cũng check qua dự án này là rất là tiềm năng nha các bạn. Thì hiện tại tổng cung iGolf nó có 5% các bạn. Nó bán free sale có 10% mà. Lộ trình của nó các bạn. Dự án nó sẽ list trên CoinMarketCap và CoinCrypto các bạn. Thì để claim được con này thì các bạn cần copy phần link mô tả dưới video mình, mở địa chỉ chocolate mình ra các bạn. Rồi bạn chọn vào mục Dash nè. Các bạn dán vào các bạn. Rồi bạn bấm gỡ nè. Các bạn nhớ chọn mạng BNB Smart Chain các bạn. Các bạn cần có một chút phí mạng BNB Smart Chain để claim dự án này các bạn. Thì hiện tại nó bán free sale là min là 0.1 BNB các bạn. Thì mình hướng dẫn các bạn claim iDrop thôi. Các bạn bấm vào iDrop nè. Sau đó các bạn sẽ mắc một chút phí mạng là 0.0006, khoảng 0.23 đô, tổng số tối đa là 1 đô 2 nè. Rồi bạn chấp thuận các bạn. Trò này khá là ngon các bạn, dự án của Cù. Mình thấy tiềm năng đó. Rồi các bạn chờ nó xác nhận phí ra một chút xíu các bạn. Bấm OK. Sau khi các bạn claim iDrop xong thì các bạn gõ vào trang bcscan.com của mình các bạn. Coi iDrop nó về chưa, các bạn dán con sắt của mình vào đây nè các bạn. Dán cái địa chỉ của mình vào chưa? Sorry các bạn nha. Xem coi nó về chưa các bạn. OK, mình đã về được 180 triệu tốc cần nè các bạn. Thì các bạn con sắt mình có để phần link mô tả, các bạn copy con sắt của mình vào nè. Dự án này khá là ngon, các bạn cố gắng làm các bạn. Rồi các bạn một tìm kiếm. Nó không có hiện thì bạn dán địa chỉ hợp đồng nó vào nè. Tên và ký hiệu mình có để phần link mô tả cho các bạn hết luôn đó. Số thập phần là mấy ta? Số thập phần là 18. Rồi. Tên nè. Ký hiệu cũng vậy luôn, số thập phần là 18 nha các bạn. Rồi các bạn sẽ nhận được 180 triệu tôi cần Barbier nữa. OK, như vậy video mình đã hướng dẫn các bạn tham gia dự án claim 180 triệu tốc cần Barbier đến đây cũng kết thúc các bạn. Mình chào tạm biệt các bạn, hẹn tất cả các bạn vào những video clip tiếp theo từ mình nhé.